Rồi, tiếp tục cái video ngày hôm nay, em lại tiếp tục review cho quý anh chị tham khảo một lô đất nằm tọa lạc tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha. Đó. Thì lô đất của mình ngày hôm nay á là nó nằm ở Kim Long. Thì quý anh chị như mà xem truyền thông á, về quan tâm về đất đai ở Châu Đức thì cũng đã biết là Kim Long á là hiện tại là đã được có giấy là chứng nhận và cấp phép là lên thị trấn rồi nha quý anh chị. Đó. Nên ở Kim Long hiện tại những bây giờ là rất là nhiều con đường được mở ra, và ở ngoài mặt tiền quốc lộ 56 á, thì rất là nhiều cái con đường mà bàn cờ đang bây giờ đang tiến hành làm. Đó. Và đất ở Kim Long là bây giờ là hoàn toàn là đất ở đô thị nha quý anh chị. Đó. Đô thị thị trấn chứ không còn là đất ở nông thôn nữa. Thì hôm nay em giới thiệu cái lô đất này, thì cái lô đất này có diện tích là 2.600 m². Đó. Với 31 m mặt tiền đường, thì quý anh chị theo dõi video cho hết video mà để em nói trực tiếp và rõ ràng hơn nha. Thì đây là vị trí thửa đất của mình nha. Di chuyển ra cái trục đường này, đi thẳng về cái trục đường này mất tầm khoảng 400 m thì chúng ta sẽ đụng đường láng lớn Kim Long là trục đường này nha quý anh chị. Đó. Thì di chuyển thẳng cái trục đường này thì chúng ta sẽ đụng đầu tiên là cái ngã tư này, ngã tư quốc tế nè. Ở đây thì có nhiều quán cà phê, có nhiều tụ điểm buôn bán nha quý anh chị. Đó. Thì tiếp tục di chuyển đây về đây thì đây là cái trường cấp 3. Đó. Trường cấp 3 của xã Kim Long nha. Và đây là trường tiểu học Lê Hồng Phong, trường tiểu học. Đó, thì từ đây di chuyển ra trường tiểu học mất tầm khoảng 800 m thôi. Và di chuyển theo cái trục đường chính này tầm mất khoảng 3 cây số. Là cũng 5 phút thôi nha quý anh chị, chưa tới 5 phút nữa là chúng ta sẽ ra quốc lộ 56 là ngay trung tâm thị trấn Kim Long luôn. Đó. Là trung tâm thương mại Kim Long là ở chỗ này luôn nha quý anh chị. Đó. Và chúng ta di chuyển về hướng trái của màn hình là về Xà Bang, đó. Những cái mảng xanh này sau này là quy hoạch công nghiệp hết nha quý anh chị. Đây là khu dân cư Xà Bang nè. Đó. Và di chuyển tầm khoảng 30 cây số theo cái trục đường này thì chúng ta sẽ ra quốc lộ 1A. Và di chuyển ngược lại ngay chỗ cái quốc lộ 56, ngay cái hướng mình đâm ra là chúng ta sẽ về thị trấn Ngã Giao. Đó. Thì từ đất mình mà về thị trấn Ngã Giao thì đi rất là nhiều con đường. Đó. Nhưng mà em giải thích cái con đường này cho quý anh chị dễ hiểu đó. Đây thị trấn Ngã Giao thì mất tầm khoảng 7 cây số nha quý anh chị. Đó. Đó, đây là trung tâm huyện Châu Đức nè, thị trấn Ngã Giao đó. Cũng di chuyển theo cái con đường này mất tầm khoảng 20 cây số tính từ vị trí đất thì chúng ta sẽ về thành phố Bà Rịa. Đó, di chuyển theo con đường quốc lộ 56 nha, thì chúng ta sẽ về thành phố Bà Rịa. Và cũng di chuyển theo cái con đường quốc lộ 56 thì chúng ta sẽ về thành phố Vũng Tàu và mất tầm khoảng 40 cây số nha quý anh chị. Về đường xá thì quý anh chị yên tâm nha, đường xá quý anh chị thấy trên video rồi đó. Trước mặt mình là đường nhựa, lộ giới 4 m mà cỏ nó mọc hơi rậm sang hai bên nên quý anh chị không thể mà nói chung là thấy nó hơi hẹp vậy thôi, chứ hai xe ô tô né nhau rõ ràng nha, dễ dàng nha quý anh chị. Đó. Thì xung quanh mình là điện nè, trụ điện đồ cũng có hết rồi. Đó. Nên mình không phải là vùng sâu vùng xa. Ở từ chỗ này mà di chuyển ra quốc lộ 56B là một cái đoạn đường đi song song với quốc lộ 56 á, thì tầm khoảng 400 m thôi, di chuyển hướng thẳng này là ra quốc lộ 56B. Còn ra đổ đằng trước mặt mình cách mình khoảng 50 m là một cái ngã ba. Bẹo phải là đường Kim Long láng lớn nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị theo dõi đó để mà em trực tiếp trên Google Ads để mà nói chung là chi tiết hơn và cũng dễ dàng mà hiểu rõ hơn nha.
là hướng mình là hướng chính nam nha quý anh chị. Đó, dành cho những ai hợp với hướng nam nè, hướng mình là hướng chính nam nè. Đây là hướng tây nè quý anh chị, đang đứng ở mảnh đất vào thời điểm khoảng 4 giờ chiều nè, thì mặt trời nó sắp xuống rồi, thì hướng này hướng tây, hướng này hướng nam nha quý anh chị. Đó. Thì về diện tích thì lô đất này có diện tích là 2.600 m2 đó, và trong đó là có 31 m mặt tiền đường là từ góc này nha quý anh chị. Miếng đất này là một miếng đất của một chủ, chứ mà chủ tự tách ra bán luôn, và chủ là người ở đây luôn nha quý anh chị, chưa qua đầu tư gì cả. Đó, thì từ này mà chạy sang bên kia là 31 m mặt tiền đường, và hậu sâu về trâu sâu là 85 m đó, và cái hậu đằng sâu á là nó là 30 m nha, nó cũng xem nó bị hơi bị tóp hậu một tí nha quý anh chị, nhưng mà nó cũng rất rất là vuông đẹp luôn. Thì quý anh chị nhìn ở trên cái trích lục trên màn hình á, thì quý anh chị dễ hình dung hơn nha về thửa đất của mình, rất là vuông luôn. Đó, thì bây giờ em vào tham quan mảnh đất của mình nè. Đất của mình á là đất đỏ ba gian tươi xốp. Đó. Nói chung là đất ở Kim Long á là nó có tiềm năng rất là cao, bởi vì Kim Long nó sẽ lên thị trấn, và cái giá bán hiện tại á là cái giá bán mà chủ rao bán á, cái giá mà nó tại thời điểm hiện tại, giá trị hiện tại, chứ không bán trong giá trị của tương lai nha quý anh chị. Đó. Đất của mình á là trồng tiêu. Tiêu rất là tốt luôn anh chị tham, tiêu này là tiêu đầu mùa nè, cho chuỗi trái hết rồi. Cây này là cái cây gì mà ở nước ngoài người ta bán rất là đắt luôn. Ngày xưa em có ở nước ngoài thì có mua về ăn một lần. Ngày xưa ở nhà thì vườn mọc đầy, nhưng mà sang đó mua thì cái giá rất là đắt luôn. Cây gì em cũng không nhớ tên được, nhưng mà ở Việt Nam mình nó là cây gì ấy nha. Đó. Và đa số là tiêu, và đất của mình là đất bằng phẳng nha quý anh chị, không thấp hơn mặt đường hoặc cao hơn mặt đường, nói chung là bằng mặt đường luôn, rất là đẹp luôn. Trồng tiêu, nói chung cái khu này á thì cũng nó cũng không đông dân lắm. Sơ lược về mảnh đất mình như thế, nói chung là nó không có gì đặc sắc mà để quay nhiều mà, nha quý anh chị. Đó. Chủ yếu là mình xem vị trí đó, rồi tiện ích rồi khu vực rồi này nọ, chứ còn thật ra là đất chỉ trồng tiêu thôi. Anh chủ của mình hiện tại thì đang có công việc gia đình, nói chung là cũng xoay sở công việc để trả nợ nần đó, và còn một ít thì nữa thì lo sinh hoạt hàng ngày nha quý anh chị. Thì cũng có nhu cầu cần bán gấp cái miếng đất này với cái giá mong muốn là 4.6 tỷ đó. Thì 4.6 tỷ thì chia ra mà mét vuông thì tầm khoảng 1.7 triệu một mét vuông thôi nha quý anh chị. Đó, để sở hữu một cái miếng đất mà tương lai nó sẽ thành thị trấn, 1.7 triệu một mét vuông là hoàn toàn không cao nha quý anh chị. Đó, thì và chia ra mét ngang thì ở đây thì người ta thường hay tính mét ngang mặt tiền đó quý anh chị. Thì chia ra mét ngang tầm 148 triệu một mét. So với khu vực thì ở đây, những cái khu vực gần đây thì người ta cũng đã bán là 160 triệu một mét rồi. Đó, nên cái giá hoàn toàn rẻ hơn so với khu vực nha quý anh chị. Đó. Còn về sổ thì sổ là sổ hồng riêng. Đó. Sổ hồng riêng nên quý anh chị có thể chỉ xuống gặp đàm phán, nếu mà quý anh chị ưng ý thì có thể công chứng ngay lập tức trong ngày luôn nha quý anh chị, yên tâm. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về cái lô đất này thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em Hoàng Duy để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha. Đó. Thì lô đất này cho những ai, dành cho những ai mà thích đầu tư nè. Đó.
đầu tư mà mang giá trị tương lai á, đầu tư lâu dài. Và cho những ai mà thích làm nhà vườn, bởi vì sở hữu một cái lô đất vuông này làm nhà vườn thì nó tuyệt vời rồi. Đó. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Xin quý anh chị cũng như chia sẻ và ủng hộ kênh của em, cho một like cộng một subscribe nha, đăng ký kênh nha, để mà em có động lực chia sẻ các video về đất đai bất động sản tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, đặc biệt là khu vực huyện Châu Đức nha quý anh chị. Đó. Và em xin chúc quý anh chị xem video vui vẻ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.